Gia đình nhà anh Lê Văn Sang, tổ 5A, ấp 9, xã Tân Hiệp là hộ cận nghèo đã có thâm niên trên 10 năm sống bằng nghề chè lưới, đánh bắt cá ở ven sông. Hàng ngày, anh phải đi thả lưới từ tối hôm trước cho đến sáng ngày hôm sau, nhưng cũng chỉ thu nhập được khoảng 40-50.000 đồng một ngày. Bản thân anh lại phải nuôi con nhỏ đang học lớp 3. Hai cha con hàng ngày vẫn sống trong túp lều bằng tre, chắp vá những mảnh bạt làm mái che nắng, che mưa. Tôi lên đây làm cá này cũng được mười mấy năm rồi, mà cuộc sống thì nó cũng khó khăn lắm, mà làm bữa được bữa không. Rồi cũng mong địa phương chính quyền để giúp đỡ giùm cho tôi có nơi ăn chỗ ở. Cũng như anh Sang, gia đình bà Võ Thị Đẹp, ấp 9, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quảng cũng không lấy gì làm khá giả. Gia đình bà có 3 người con, lại không một mảnh đất, không một miếng vườn, chỉ biết bám lấy cái nghề chài lưới trên sông kiếm sống cho qua ngày đoạn bữa. Nên hai người con bà phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp cha mẹ. Còn lại người con nhỏ sinh năm 2006 là còn được đi học. Hai chồng thì làm nghề bắt cá, thì ngày đêm chỉ có được mấy chục ngàn thôi, đủ ăn qua ngày à. Chứ cũng nói thẳng là không có dư giả gì hết á. Con thì đi học hai đứa, mà đứa lớn em thì cũng như gia đình thiếu thốn đó. Rồi cháu ở nhà phụ làm với mẹ với cha, còn chỉ đứa học lớp 3 nhỏ thôi. Năm 2000 trở lại đây rồi mà không có đất sản xuất, đất canh tác, chủ yếu là làm nghề đánh lưới bắt cá và như vậy mò hến để kiếm kế sinh nhai hàng ngày. Các cháu học hành rất khó khăn, đường xá và điện thì nhà nước chưa được hỗ trợ nhân dân, cho nên điện đa số bà con là tự túc về cái điện, giá thành như vậy rất là cao, nắp qua các cái trụ điện của các đơn vị trang trại, chứ điện lưới quốc gia hiện nay chưa đến khu dân cư, đời sống nhân dân gặp khó khăn rất nhiều. Gia tài lớn nhất của những hộ vạn trài này chỉ có con thuyền nhỏ và mấy tay lưới. Người dân nơi đây luôn phải sống trong cảnh thiếu thốn, ngay cả điện sinh hoạt, một số hộ mới nối dây mua điện từ các trang trại gần đó, với giá tiền điện cao từ 3.000 đến 4.500 đồng một số. Nhưng do đời sống khốn khó nên nhiều hộ gia đình vẫn chưa thể thoát cảnh nghèo, mà ngược lại, đói nghèo luôn đeo bám họ. Mong rằng các cấp các ngành cần quan tâm, tạo điều kiện để những hộ dân nơi đây có cơ hội vươn lên thoát nghèo.